Nữ sinh vừa thi xong được bạn trai tặng iPhone 14 khiến các sĩ tử 2K5 gắm tị. Cảm giác khi vừa ra khỏi phòng thi có người thân đứng chờ sẵn, tặng cho cái ôm động viên vỗ về mà hạnh phúc làm sao. Nữ sinh dưới đây cũng vậy, thay vì được ba mẹ đón chờ như một số thí sinh khác, thì cô nàng lại được bạn trai đứng ngoài cổ vũ và hồi hộp chờ đợi, đồng hành với người mình yêu đang trong phòng thi. Và giây phút vỡ òa khi bạn gái bước ra cổng trường, chàng trai tiến gần bạn gái, thay vì trao cho cái ôm thảm thiết. Và ngoài những lời hỏi han, thì anh không quên tặng cho nàng món quà ý nghĩa là chiếc điện thoại giá trị, với nhiều dự định cho tương lai của cả hai, khiến nhiều bạn chứng kiến tại đó chỉ biết ước. Nhìn nụ cười hạnh phúc của cả hai là đủ biết họ yêu nhau đến nhường nào. Được biết, bạn trai sinh năm 98, đã đi làm và có thu nhập. Bạn sẵn sàng đợi bạn gái sau khi học xong, sẽ tính chuyện lâu dài. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc. Chúc các sĩ tử 2K5 thi tốt những môn thi còn lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.